Trường Trung học Phổ thông Chuyên Hưng Yên thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025. Năm nay, trường tuyển sinh 420 học sinh vào các lớp chuyên, điểm chuẩn đề nghị giao động từ 32,45 đến 41,4 điểm. Trong đó, chuyên tiếng Anh, Toán và Sinh học có điểm chuẩn cao nhất. So với năm ngoái, chuyên Toán tăng 6,65 điểm, chuyên Sinh học tăng 5,95 điểm, chuyên tiếng Anh tăng 4,95 điểm. Cụ thể, chuyên tiếng Anh chỉ tiêu lấy 70 học sinh, điểm chuẩn là 41,4 điểm. Chuyên toán chỉ tiêu là 70 học sinh, điểm chuẩn 40,35 điểm, chuyên sinh học chỉ tiêu lấy là 35 học sinh, điểm chuẩn 40,3 điểm, chuyên ngữ văn chỉ tiêu lấy 70 học sinh, điểm chuẩn 39,15 điểm, chuyên hóa học chỉ tiêu lấy 35 học sinh, điểm chuẩn là 39,9 điểm, chuyên tin học chỉ tiêu lấy 35 học sinh, điểm chuẩn là 38,55 điểm, chuyên lịch sử chỉ tiêu lấy 35 học sinh, điểm chuẩn là 36,05 điểm, chuyên vật lý chỉ tiêu lấy 35 học sinh, điểm chuẩn là 35,9 điểm và chuyên địa lý chỉ tiêu lấy 35 học sinh